đăng ký cho một like nha quý khách cô chú anh chị em. Hôm nay em có test hiệu test một con lo bluetooth nhỏ gọn xinh ha. Con này hát hộ ok ha, hiện giờ đang hát FM 108 nào quý khách thấy không, hay tới các bạn nữ của lớp 12A7 trường phổ thông dân lập Lomonosov Hà Nội. Xin chúc các bạn ngoại hình thì còn đẹp ha. Con này thấy nó bung tem mình nhau khách. Và nó về do đại lợi ha. Con này là mô đen này à, để em thử coi, em ghim USB vô coi. USB mode. À USB thì nó tự nhận USB luôn ha. Ghim vô là tự nhận. Cái này là cái nút, cái này là nút đại nha, chứ không phải là nút volume nha. Cái volume là này nè, lớn nhỏ là hai nút này đè luôn. Hiện giờ đè lên luôn nè. Lớn quá thì hơi dè ha. Người ta hát USB ha. Bạn này em bán giá công khai là 220.000 chưa bao gồm phí ship. Pin em nghĩ là còn cầm ha, rút ra luôn nè, bật nè. Bluetooth mode. Đó, Bluetooth ở đây ha, Bluetooth thì nó là, đây, em hát nè. Rồi ok chuẩn men nha. FM không có ai em ha. Sạc thì em thấy sạc mà không biết nó có báo đèn không coi. Nói chung là ok nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng gì đó hãy liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em, và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.